Hôm nay trên địa bàn huyện Khoái Châu, một số địa phương kết thúc việc thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly 4 địa bàn và kết thúc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 5 xã. Đây không chỉ là niềm vui của người dân trên địa bàn huyện mà còn là niềm vui chung của toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh ta. 12 giờ trưa hôm nay, tại chốt kiểm soát thôn Tử Lý, xã Đông Ninh đã được dỡ bỏ sau 21 ngày thực hiện lệnh phong tỏa. Đồng thời, tất cả các chốt kiểm soát khác trên địa bàn xã cũng được tháo dỡ. Không khí nơi đây đang ngập tràn niềm vui. Không thể diễn tả được cái cảm xúc của chúng tôi từ sáng nhận được quyết định đến bây giờ. Thật sự là xúc động, đấy là vô cùng sung sướng ạ. Tôi cũng rất là phấn khởi, cuộc sống được trở lại bình thường sau 21 ngày cách ly. Cũng là một tin mừng, nhưng mà sau cái mừng ý thì tôi cũng như là các người dân xung quanh đây, lúc nào trong tinh thần phải phòng và chống, không phải là chủ quan lơ là. Cùng với đó, 11.000 nhân khẩu thuộc xã Tân Châu sau những ngày thực hiện nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội cũng như lệnh phong tỏa cách ly ở xóm Quang Trung, xóm Đô Lương, thôn Toàn Thắng, xóm Bắc Sơn, thôn Bản Hòa đã chính thức hết thời hạn. Dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc giãn cách xã hội là niềm vui của mọi người, nhưng rất cần thực hiện nghiêm của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đấy, được sự quan tâm của các ban ngành đã đến đây để cùng nhau là dỡ bỏ phong tỏa. Rất là tuyệt vời và rất là phấn khởi. Được một ngày hôm nay là cảm thấy còn là vui hơn đón một cái xuân mới. Mặc dù là được dỡ bỏ phong tỏa cách ly, tuy nhiên thì địa phương chúng tôi vẫn không thể lơ là mất cảnh giác. Vẫn phải tiếp tục thực hiện tốt 5K, nhất là cái khu vực mới được dỡ bỏ phong tỏa cách ly này thì không được tập trung đông người, không liên hoan ăn mừng để đảm bảo phòng chống dịch. Sau thời gian cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội tại một số địa bàn, huyện Quế Châu hiện không phát sinh ổ dịch ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tình hình xã hội, đời sống của người dân vẫn ổn định.